danh tính anh trai mưa cho tiền làm MV mỗi tháng khiến ai cũng ngỡ ngàng. Kể từ sau cuộc tình trong bóng tối với Trường Giang dậy sóng truyền thông vào cuối tháng 3 năm 2018, cái tên Nam Em khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang khi liên tục xuất hiện với hình ảnh khác lạ. Trước đó, cô từng tiết lộ yêu Trường Giang và có thể chết vì nam danh hài. Không những thế, người đẹp họ Nguyễn cho biết, dù mối tình với Trường Giang chỉ 30 ngày, nhưng tình cảm này chỉ có nốt thăng, chưa từng có nốt gián. Scandal tình ái với Trường Giang chưa kịp lắng xuống, khán giả bày tỏ sự hoang mang khi Nam Em có nhiều hành động được cho là bất thường, treo poster quanh khu vực nhà hàng Trường Giang, tới nhà tặng bánh sinh nhật hay xuất hiện tại khu điều trị tâm lý. Cũng sau cuộc tình ồn ào, trên mạng xã hội xuất hiện không ít ý kiến chỉ trích người đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng, mỹ nhân sinh năm 1996 đầu óc có vấn đề, như bị trưởng phòng ơn rời cậu ra rồi từng tuyên bố. Bởi trước đây ít ngày, Nam Em gây sốc dư luận khi buông tay khỏi vô lăng khi đang lái xe tham gia giao thông. Người đẹp liên tục nhún nhảy và diễn sâu trước ống kính theo bản nhạc K-pop. Cô khá thờ ơ và không quan sát các phương tiện tham gia khác. Hành động vô tư một cách thái quá của Nam Em bị lên án gay gắt. Không những thế, trên trang cá nhân, Top 8 Miss Earth từng đăng tải những khoảnh khắc vui nhộn, hài hước. Trong đó, clip cô múa thìa và tự biên tự diễn ca khúc mới khi ngồi trên xe nhận phải nhiều nhận xét nặng nề. Nhiều người cho rằng Nam Em giả điên giả khùng hoặc đó chỉ là chiêu trò PR mỗi khi cô ra mắt sản phẩm. Sau hàng loạt sự cố xảy ra, mỗi khi nhắc tới Nam Em, người hâm mộ lắc đầu ngoài ngoại về cảm xúc thất thường của hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Sau hàng loạt ồn ào, mới đây Nam Em bất ngờ chia sẻ về cuộc sống thời gian qua của mình. Cô không ngần ngại thú nhận đã sống như một con thú. Đồng thời, cô cho biết lý do ra sản phẩm liên tục vì sợ chết. Tôi phát hành MV liên tục vì tình trạng sức khỏe kém. Một tháng 30 ngày thì tôi ở trong viện 20 ngày, không biết sống được tới khi nào. Bác sĩ nói có thể tôi sẽ phải sống đời sống thực vật. Chính vì thế tôi dốc sức làm MV vì đam mê. Cũng trong cuộc trò chuyện, khi được hỏi về kinh phí ra mắt MV mỗi tháng trong khi cô gặp khủng hoảng về kinh tế, Nam Em thừa nhận có đàn ông nâng đỡ. Anh ấy dù không động đến một sợi tóc của tôi, nhưng vẫn giúp đỡ tôi thực hiện các sản phẩm âm nhạc. Cho đến nay, tôi đã sáng tác được rất nhiều ca khúc và sẽ sớm ra mắt lần lượt từng tháng một, chân dài bộc bạch. Nam Em thừa nhận bị ám ảnh Trường Giang, sẽ nhập viện ngay khi có đàn ông làm điều này với cô. Chiều ngày 29 tháng 6, Nam Em đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của mình, đồng thời cô cũng có những chia sẻ về scandal vừa múa hát, vừa lái xe mới đây. Chào Nam Em, gần đây bạn vừa đăng tải đoạn clip múa hát trên ô tô, nhiều người chỉ trích bạn không tôn trọng luật giao thông và tính mạng con người. Đây có phải là cách bạn gây chú ý cho sự kiện ra mắt MV lần này? Tôi không biết nói gì, giá như anh chị và tất cả mọi người có thể đi theo tôi mới hiểu cuộc sống của tôi như một phim dài tập. Chính tôi còn không nghĩ nó hot đến mức độ đó. Tôi không nghĩ sẽ bị chỉ trích vì lúc đó dù tôi quay, đùa giỡn, tôi vẫn ý thức được mình đang điều khiển phương tiện giao thông nên đã chọn tuyến đường dành cho xe hơi. Hơn nữa, xe tôi có chế độ lái tự động. Có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, nó sẽ tự động thắng gấp lại và sẽ không ảnh hưởng tới người khác. Tôi cũng đi với vận tốc 30-40 km/h, rất an toàn. Tôi mới feel. Tôi chỉ nghĩ mọi người sẽ so sánh khoảnh khắc feel đó của tôi với mở chảnh Jun Ji Hoon. Tôi rất thường tượng nhân vật này và cô ấy cũng rất giống tôi. Tôi không hiểu lý do gì sao mình lại nhận nhiều gạch đá. Nhưng không sao, có quan tâm mọi người mới nói như thế. Việc này cũng ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của mọi người nên mọi người mới nhắc. Tôi xem đây là một bài học cho bản thân. Tình hình sức khỏe của bạn hiện tại ra sao? Tôi ăn uống không được ổn. Tôi nghĩ nếu ăn uống lạc quan, mọi chuyện sẽ ổn. Bệnh của tôi không phải ngày 1, ngày 2 mà hết được. Tôi đã uống thuốc 1 tháng và phải uống thêm 6 tháng nữa mới tạm ổn. Bệnh của tôi không chữa hết 100%. Cuộc sống của bạn hiện tại có nhiều thay đổi. Ăn rồi làm MV, sáng tác, không dám ra đường như ngày xưa vì sợ anti-fan ném đá. Tôi thấy mọi người ném đá đúng. Từ trước đến nay, không ai thuần hóa được tôi. Anh Giang nói gì thì tôi nghe răm rắp. Giờ không có anh Giang, không ai nói tôi nghe. Tôi muốn làm gì thì làm, tự tung tự tác. Bản thân tôi nhận thấy mình phải tập sống kỷ luật lại, nghiêm túc lại. Việc mỗi tháng ra một MV của Nam Em giống với tuyên bố trước đó của Jibu. Bạn nói gì về việc bị cho là bắt chước này? Tôi có tư duy giống Jibu. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, tôi quý thời gian của mình. Mỗi tháng ra một MV tôi thấy còn ít nữa. Trong thời gian tới, bạn có nghĩ mình cần tiết chế lại? Có chứ, tôi phải chỉnh đốn lại tất cả mọi thứ vì tôi đã thấy mình sai. Bạn có nghĩ sẽ tìm tình yêu mới để cân bằng lại cuộc sống của mình? Tôi có tìm, có nhiều đại gia yêu tôi lắm, có khá nhiều người tử tế, có người còn giúp tôi chỉ để tôi tốt hơn chứ không đòi hỏi gì. Tôi nghĩ giờ mình không có đại gia nào thích tôi nữa đâu vì tôi quậy quá khiến người ta sợ. Tôi còn sợ chính mình nữa mà. Đến thời điểm này, bạn có sợ tình yêu không?
Sợ lắm, bây giờ người đàn ông nào mà đụng tay chân vào người tôi cũng sẽ vào bệnh viện ngay. Tôi bị ám ảnh, tôi nghĩ sẽ mất thời gian rất lâu để có thể rung động trở lại. Bạn có hối hận vì đã chia sẻ câu chuyện này xưa về Trường Giang không? Tôi không hối hận vì anh Giang đã có thay đổi. Mục đích tôi nói ra là để anh ấy quý chị Nhã Phương, sửa tính trăng hoa lại. Tôi thấy việc mọi người chửi tôi mà anh Giang tốt hơn tôi cũng chấp nhận. Từ đó đến giờ, tôi và anh ấy chưa gặp lại. Tôi nghĩ anh Giang bị rối loạn lưỡng cực như tôi. Đôi khi anh ấy suy nghĩ tiêu cực nên mọi người hãy thông cảm cho anh ấy. Dường như hình bóng người cũ cứ mãi ám ảnh bạn. Đúng là thế, tôi không thể giải thích được lý do tôi yêu người ta nhiều đến thế. Đôi khi tôi phân vân đó là thứ tình cảm gì mà khó quên đến vậy. Cuối cùng, nam em cũng chịu tiết lộ sự thật về căn bệnh thần kinh mà mình mắc phải, khiến fan bật khóc. Ngày 29 tháng 6, Hoa Khôi nam em đưa mẹ và chị gái song sinh Nam Anh đến tham dự buổi ra mắt MV Nỗi Nhớ Hóa Băng của mình. Người đẹp cũng có những phản hồi về lùm xùm liên tục vừa qua của mình. Trải qua những lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm với danh hài Trường Giang, nam em tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận khi đăng tải những đoạn clip vừa lái xe vừa hát, lúc cao hứng còn bỏ hai tay ra múa minh họa. Ngay sau chia sẻ, đoạn clip này được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Phần lớn những người theo dõi clip nam em quẩy tưng trên ô tô đều tỏ thái độ bức xúc và cho rằng người đẹp đang thách thức tự thân, coi thường an toàn của chính mình cũng như những người đang tham gia giao thông. Tại buổi họp báo, mẹ ruột cùng chị gái song sinh cũng như anh trai của nam em cũng đã có mặt để chung vui với cô. Giọng ca Nỗi Nhớ Hóa Băng bày tỏ sự hạnh phúc khi gia đình bên cạnh ủng hộ cô trong lúc khó khăn nhất. Nữ ca sĩ cho hay, sức khỏe của mình đang trong tình trạng xuống dốc. Tôi ra sản phẩm liên tục vì không biết là mình có thể sống thêm được bao lâu nữa. Thời gian qua tôi nằm viện hơn 20 ngày một tháng. Bệnh của tôi được chẩn đoán là khá nguy kịch, có thể trở thành người thực vật nếu những cơn đau nửa đầu và tình hình sức khỏe không thuyên giảm. Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 bật khóc nói. Cô gửi lời xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm về những hành động thiếu kiểm soát của mình trong thời gian vừa qua. Lý do được nam em đưa ra là vì ảnh hưởng của căn bệnh khiến cô bị tuyệt vọng và đôi khi không kiểm soát được hành vi của mình. Thậm chí, người đẹp còn thừa nhận mình phải uống rất nhiều thuốc an thần mỗi ngày, nếu không uống đúng liều sẽ bị lên cơn đau đầu và mất kiểm soát. Tôi hay bị mất trí nhớ tạm thời, nhiều khi tôi quậy lên như thời gian qua cũng không biết là hành động đó là do mình làm hay bệnh của mình nữa. Nhưng tôi hứa từ nay sẽ cố gắng uống thuốc đúng giờ để không quậy như vậy nữa. Người đẹp cho biết, cô hiện điều trị theo chỉ định của bác sĩ khoa thần kinh của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Thái Hà tuyên bố sẽ dự đám cưới của Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn với điều kiện này. Trên màn ảnh rộng, Thái Hà được mọi người gọi là ông Hoàng phòng vé, nhưng khi lùi về phía sau ống kính, anh lại là một con người hoàn toàn khác với nhiều tâm sự mà ít ai biết được. Yêu nhau 4 năm, nhưng chia tay sau 7 ngày thành hôn, Thái Hà, Cát Phượng từng khiến giới nghệ sĩ thời đó sốc. Nhiều người đồn đoán với những lý do khác nhau. Giờ đây nhìn lại, Thái Hà cho biết bản thân anh thấy có lỗi với cậu con trai của mình khi không dành cho Bơm nhiều tình cảm hơn. Đồng thời, anh thầm cảm ơn Cát Phượng vì đã dạy dỗ và nuôi nấng con trai ngày càng trưởng thành. Lâu lắm rồi mới thấy anh Thái Hà xuất hiện, không biết là thời gian qua anh đã làm những gì mà mất tích khá lâu. Trong thời gian qua, tôi cũng có làm một số dự án phim cùng anh Jack Lee Nguyễn, nhưng rồi thấy không ổn, đến giai đoạn chuẩn bị sản xuất thì lại ngưng, không làm nữa. Rồi cũng có một số dự án gọi tôi nhưng cảm thấy không hứng thú với kịch bản, không hứng thú với vai diễn, không yên tâm về nhà sản xuất nên thẳng thừng từ chối luôn. Suốt thời gian qua tôi làm nhiều thứ lắm chứ, đi chơi nè, chiêm nghiệm thêm về nghề và cuộc đời mình nữa. Giờ đây chuyện hôn nhân đổ vỡ của anh và vợ cũ Cát Phượng được truyền thông nhắc lại khá nhiều, bản thân anh cảm thấy như thế nào? Thực ra thì tôi có nghe nói tới nhưng mà tôi không xem các chương trình truyền hình có lời chia sẻ của Cát Phượng, vì không quan tâm lắm nên tôi không xem. Với lại chẳng phải vào thời điểm này câu chuyện quá khứ mới bị đào bới, trước đó đã có rất nhiều bài báo khai thác rồi, chẳng qua là đến các game show gần đây mọi người mới khơi lại thôi. Sau những thông tin đó, mọi người tò mò rằng tôi và người vợ mới sống như thế nào. Tôi thấy chẳng có gì để chia sẻ, vì cuộc sống gia đình tôi nó cũng bình thường như các gia đình khác thôi mà. Rảnh rỗi thì chở vợ con đi ăn, nhưng ở thời điểm này tôi vô cùng hạnh phúc, tôi và vợ rất hài lòng với cuộc sống. Về việc chu cấp cho bé Bơm thì như thế nào, anh có thường xuyên gặp con trai của mình hay không? Bơm là một cậu bé chịu nhiều thiệt thòi so với em của nó. Không phải tôi mà tất cả mọi người đều thấy điều này. Từ khi mới 2 tuổi, Bơm đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Tôi đã nói thẳng với con trai rằng, ba biết con thiệt thòi hơn em rất nhiều, con không có đủ ba, đủ mẹ. Bơm biết rõ điều này. Hiện tại không phải tất cả mọi thứ của Bơm tôi đều biết, vì tôi đâu có ở cùng con trai. Về chuyện trợ cấp cho Bơm, tôi với Phượng khá thoải mái. Tháng nào có tiền nhiều thì trợ cấp,
tháng nào không có thì nói không có, Phượng chẳng đòi hỏi hay là trách móc gì. Kiều Minh Tuấn từng nói trong tương lai nếu có cơ hội thì vẫn muốn hợp tác với Thái Hòa trên màn ảnh rộng, còn với anh thì sao? Chuyện này tôi thấy rất bình thường, chẳng có gì phải né tránh hết vì Kiều Minh Tuấn cũng như Huy Khánh hay nhiều anh em trong nghề đều là đồng nghiệp của tôi. Mọi người cứ nhạy cảm vì mối quan hệ của tôi với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng, nhưng cá nhân tôi thì thấy chẳng có gì. Mọi người càng đặt câu hỏi, càng nghi ngờ thì càng làm câu chuyện thêm rắc rối. Chứ bản thân những người trong cuộc chẳng có gì lo lắng, buồn phiền cả. Mọi chuyện đã qua rồi, có gì đâu mà cứ nhắc mãi. Nếu Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn làm đám cưới và mời anh thì anh sẽ đến tham dự chứ. Chuyện này tế nhị quá, nhưng bây giờ còn gì đâu để mà né nhau. Nhưng nếu bé Bơm muốn tôi dự đám cưới của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn thì tôi sẽ tham dự. Nhưng khi nhắc đến anh, khán giả vẫn nhớ đến hình ảnh một ông hoàng phòng vé. Vậy tại sao anh lại lựa chọn cuộc sống khá bình lặng như vậy? Tôi biết điều đó chứ, nhưng biết làm sao được, đó là tính cách của tôi mà. Tôi không xem mình như ngôi sao phòng vé, tôi chỉ cảm thấy mình là một diễn viên yêu nghề. Có bạn hỏi tôi có bị danh xưng ông hoàng phòng vé làm cho bản thân bị áp lực hay không? Thú thực tôi áp lực với chính mình nhiều hơn. Như cái lần tôi đóng phim Fan Cuồng, nó không thành công như mong đợi, không đến được với nhiều khán giả. Đấy là bài học lớn của cuộc đời tôi.